Hóa là một huyện biên giới nằm ở phía tây Quảng Bình, địa hình đồi núi bao quanh. Với những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, trải nghiệm kỳ thú, khám phá những nét văn hóa đặc sắc, hãy cùng chúng tôi khám phá Minh Hóa để cùng khơi gợi những cảm xúc.